bản thân thấy sao ấy. Ờ. Rồi thì vì cái này cứ bị kiểu đau đầu là giật. Ok ok, mình đã trở lại đây rồi nha anh em. Và có vẻ như round thi đấu Piston đã bắt đầu rồi. Bên phía của mấy thằng bắt con đang là tình huống 1v2. No more chấp bắn khô cả tóc, không chết được Đặng Sơn ở khu vực tower. Nào lộ người rồi. No more chấp ơi. Hay lắm. Còn có 11 máu thôi. Hay lắm, bắn vào người. Và Reno my friend đã có tình huống dẫn trước ở round đầu Piston rồi. 1-0. Nào bên phía kỹ thuật viên Benten vừa cho tôi nhìn những cái hình ảnh như thế giới rồi. Nào, như thế giới, bắn như thế giới và bình luận cũng như thế giới luôn nhá. Bên phía mấy trong mắt con họ sẽ có một dao fork bay, một Diggle, hai khẩu ZZ và một khẩu Scout. Bên phía Cheeseburger, Homer đang có một vũ khí tối thượng là khẩu P90. Bên phía của Reno my friend vẫn đang hầu ở khu vực long A rất trì. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống rush lên khu vực bom sai A chẳng. Đang có, hiện tại đang có 3 người ở khu vực bom sai A. Và có vẻ như bên phía của Reno đã có một player đổi tên Nom Or Ba Cho. Và à, sorry anh em, đổi cái này nó khó nhìn. Và No More Chop đã bị nằm xuống bởi Drake rồi. Hóa ra đó là một tình huống fake bom sai B đánh bom sai A. Butterfly đổi được mạng nhưng mà nằm ngay bởi Reno Vatino. Bom đặt đẹp về khu vực A-Shot. Khu vực City đang có người. Reno Vatino bắn chết được Hải The Pet. Hai người đang retake về khu vực City. Whip bắt được ôi trời ơi, ông Whit ơi, nhìn thấy người ở chắc nhưng mà lại bị ở một người ở bom sai bắn chết. Drake đang cầm scout đuổi đi rất nhanh, bắn trượt một viên. Và Drake vẫn còn sống. Drake hạ gục được Reno Vatino. Tình huống là 2v1. Toilet đã ra rồi và nằm xuống bởi Đặng Sơn. Tại sao? Why my friend? Tại sao cái tình huống đấy lại bị để chết được? Trời ơi. Lợi thế là của team mình mà. Họ eco cơ mà. Trời ơi, theo cá nhân của mình nhận xét đó là một round bắn rất lỗi của Reno. Và họ đang phải nhận những cái sự trừng phạt khi mà đây là một round eco. Direct đang ép lên rất nhanh khu vực mid. Phát hiện thấy một người rồi. Butterfly. Ok, Cam đang ở khu vực Fountain cơ mà. À đây rồi, tôi đã trở về được với Drake rồi. Nào Drake, bắt được No More Chop. Vẫn còn người ở khu vực Black Round. Phát hiện một thanh niên ở khu vực Fountain, đó là Reno Vatino. Nhưng Whip bắt được Drake ngay lập tức. Hải The Pet có một mạng ở khu vực Connector. Bắn hết shot Cheeseburger luôn. Whip liên tục bị cầu máu, Whip nằm xuống bởi Hải Poet. Hải Poet có mấy mạng nhở? Trời ơi, cái này khó nhìn thế nhở. Sorry anh em, mình không bắt kịp được cái tình huống mà Hải Poet có liên tục mạng ở khu Fountain. Mình vẫn chưa quen nhìn cái này cho lắm. Sorry anh em lượng thứ. Ở một round eco trắng thì bên phía Reno Vatino đã có một round full bài rồi với 5 khẩu AK hơi yếu bom. Có vẻ như họ sẽ quyết định chơi và chơi tới cùng. Phát hiện một người ở Belong nhưng Homer bị Drake bắn chết, đó là khẩu AWP. Trông hai người ở khu vực B-Shot và nhìn những cái bước chạy của Drake như thế này thì tôi nghĩ đó sẽ là bách về khu vực bom sai A mà thôi. Nào đổi cam một chút đi. Reno Vatino bò vào khu vực Belong, bắn chết được hai người. Reno Vatino quá bắn quá hay, trời ơi. Bom vẫn ở khu vực Tibet.
tình huống là 4 vét 3 cho Renault và những người bạn. Buflat ra check góc rất cẩn thận từ Drake. Nhưng Drake đang bắt bách về khu bông xe A. Có hai người chồng ở khu City rồi. Bây giờ tình huống là 2 vét 4 hơi khó dành cho bên phía mấy thằng bắt còn. Xếp súng đi anh ơi. Drake có một khẩu AK, một CZ và một cái giáp 2. Bên phía Butterfly thì pha mát và giáp 2. Cũng là mấy ca tiền rồi, xếp đi. Không có cơ hội trong tình huống này. Vâng, và có vẻ như họ đã nghe được lời tôi nói khi mà xếp ở khu vực A-Long rồi. Stack B nhưng éo ai kê Long. Ok, và Cheeseburger bắt được một thanh niên xếp súng ở khu vực toilet rồi. Nào, Cheeseburger, tí chút nữa thì có double kill. Và với tình huống đặt bom vừa rồi thì bên phía Reno vẫn sẽ có những cái chế tài quân sự khủng của mình mà thôi. Còn bên phía của mấy thằng mắt con, họ bắt được khá nhiều súng trong round đấu vừa rồi nên vẫn có thể up cố chơi tiếp được với Reno và những người bạn. Tiếp tục là trồng khu vực B-Shot nhưng mà có một người đẩy ra luôn. Ồ, cái gì thế kia? 4B ở thời điểm đầu. À, tactic này, tactic chặn rớt anh em ạ. Drake bắt được nâu mò chốc ở khu vực A-Long. Quýt đang tăng lên ở khu vực Fountain. Tôi muốn nhìn góc cam của bên phía nâu mò chốc cơ. À quên, nâu mò chốc là chết. Tôi muốn nhìn Drake, sorry anh em nhá, sorry nhá. Đang có những cái dấu hiệu bò lên khu vực toilet của bên phía Renault. Nào, nhìn thấy rồi. Bắn yếu được Drake, còn 45 máu, chạy khẩn trương. Nhưng mà nhìn thấy được Homer. Nhưng mà Hải Poet có tình huống đổi mạng rất cạnh. Double kill dành cho Hải Poet. Một tình huống bắn quá tuyệt vời của Hải đạp quét. Tuyệt vời. Nhìn thấy luôn người ở khu vực A-Long, đó là Cù. Bắn spam luôn. Renault Vatino bắt được Hải Poet. Tình huống đưa về là Hải Việt Bà. Đặng Sơn đang bách rất nhanh từ khu vực bom sai B lên. Ôi nhưng mà tôi đang nhìn thấy có một người ở khu toilet kìa. Cù đã bị Renault Vatino phát hiện luôn. Thay đạn để bắn tiếp, đẩy qua smoke. Biết luôn là có người đẩy qua smoke. Trời ơi, Renault Vatino 3 kill. Renault Vatino phát hiện được Butterfly nhưng mà nằm xuống luôn. Tình huống là 1v1. Cheeseburger còn 29 máu, bom đặt kín về bên phía Bành cũng như City. Và Cheeseburger bắn rất khó chịu. Anh đã nhá và spam qua bức tường nhưng mà hiện tại thì đã bị Cheeseburger bắn yếu rồi. 7 máu luôn. Chạy nào. Chạy lên Bành. Nhìn thấy rồi. Và Cheeseburger kết thúc được round đấu, chiến thắng cho Renault và những người bạn. Bên phía mấy thằng mắt con họ hết tiền rồi. Eco mà thôi. Cheeseburger, một tình huống vừa rồi đáng để lưu vào sách giáo khoa trong bộ môn của CSGO. Nhã cực khó chịu luôn. Tôi mà bắn cái map này mà gặp những người nhá rồi thôi tôi cũng sợ đến vãi cả linh hồn. Homer có mạng của Butterfly ở khu vực B-Shot. Bom sai B đang có dấu hiệu thủng rồi. Và đang stack hai người ở khu vực connector. Ba lùn, nhìn thấy rồi. Solo em luôn. Đặng Sơn chiến thắng được Wit. Nhưng mà connector bò lên rất nhanh. Cheeseburger có double kill cho riêng mình nhưng nằm xuống bởi Hải Poet với một khẩu CZ. Tình huống là 2v1, Hải đập quét đang có một khẩu AK rồi. Nhưng mà bên phía bên kia là 200 HP cơ. Khó lắm. Tôi muốn nhìn sang góc máy của Hải đập quét nhưng mà anh ấy đang không biết là có ý định retake hay không. Không. Tôi cứ tưởng là vòng về hack não ở khu B-Long cơ.
biết là có người ở khu vực connector chẳng? Trời ơi, Cam ơi, chuyển đi. Vâng, player ở khu playground đó là Wiz nha anh em. Solo em thua một khẩu P250 ạ. Oh my god. 4-2 dành cho bên phía Reno. Bên phía Reno vẫn còn rất nhiều tiền. Nhưng mà Wiz đang chơi với chỉ có 2 quả bom mà thôi, hơi yếu một chút. Hải The Quest đang di chuyển ở khu vực toilet. Smoke cẩn thận khu vực connector, không hiểu làm gì đây. À, không cho connector lên anh em ạ. Đang có dấu hiệu bách về bom sai B đến từ Hải The Quest. Butterfly đã đẩy được khu vực playground rồi. Đang kê lại khu vực Tibet luôn. Cu có một mạng của Cheeseburger ở Ubisoft. Đang spam ra là rất nhiều. Đẩy được đến khu vực T-Bay rồi. Mà biết là bom sai A không có ai. Ôi dồi ôi, thế này thì vào bom sai B băng mắt. No more chấp hết suất được Cu. Wiz tiếp tục đổi mạng của Đặng Sơn. Trời ơi, tôi cứ nói là đẩy vào bom sai nào không được là họ đẩy vào luôn. Oh my god, Reno Martino. Quá là hay. Butterfly đổi được một mạng. Có hai mạng dành cho Butterfly. 2v1 Butterfly đang cũng bị lòng, đã bị Wiz phát hiện và gua bang luôn. Trời ơi, Reno. Reno và những người bạn bắn quá là hay luôn. Trời ơi, nhưng mà cũng phải nói là tôi nghĩ là tôi sẽ phải hạn chế lại những cái câu nói như kiểu là đẩy được bom sai B vào 4 như thế này thì khó lắm. Ôi trời ơi, họ đẩy vào luôn. Oh my god. Nào, đây sẽ là một dao eco của bên phía Hải The Quest. À quên, bên phía mấy thằng quát con. Và hai người stack ở khu vực B-Shot cũng như hai người có mặt ở khu vực connector. Nhưng mà bên phía bên kia Reno và những người bạn đang kê lại những vị trí kê đẩy rồi. Nào, nhìn thấy Belong một người nhưng mà nhìn thấy B-Shot đen không? Có vẻ như chưa nhìn thấy luôn. Butterfly bắn vào mặt của Homer. Có một chút lợi thế dành cho mấy thằng quát con. Nào, play khu vực balloon vẫn có người. Direct có biết không đây? Ôi nhưng mà có vẻ như Butterfly đẩy lên hơi sâu vào ổ điếm rồi. Hai thằng nó ở T-Bay như này cơ mà. À, có backup đến từ Hải The Quest. Ôi nhưng mà No More Chop đang kê lại khu vực connector luôn. Đặt tâm vào mặt luôn. Chính xác dành cho No More Chop. Và Butterfly đã back được đến về đến khu vực này rồi. Khu vực Belong rồi. Một tình huống ném bom xét bài bắt được một người. Tí nữa thì có hai người dành cho Butterfly. Direct bắt được Wiz ở khu vực B-Shot. No More Chop đang tăng vào đỡ từ khu vực Belong. Đặt bom trong smoke luôn. 3v2. Một AK và hai khẩu CZ. Bắt được Đặng Sơn. Sorry anh em nói vấp. Đặng Sơn bắt được Cheeseburger ở khu vực Toxic. Và Cù cũng bắt được một người ở khu vực sai luôn. Một round eco quá là ok. Mấy thằng mắt con đang có những cái tình huống phản đam cực kỳ ghê gớm luôn. Nào, chúng ta cùng trở lại với giao đấu tiếp theo thôi. Direct đang có những tình huống nhảy ở khu vực A-Long lỗi liên tục. Mất đến 2 lần nhảy thì anh ta mới có được một cái view đẹp ở trên khu vực A-Long này. Ngắm thẳng ra bên phía của City, bên phía T-Side luôn. Nhưng mà nhìn minimap thì có vẻ như đây sẽ là một giao đấu mà Reno My Friend sẽ công vào khu vực bom side B luôn. Cheeseburger có vẻ như bị vua bang yếu nhưng mà trả quả bom. Ném chết được Đặng Sơn luôn. Butterfly bị câu máu còn có 17 máu mà thôi. Đang có những cái dấu hiệu công vào bom side B rất mạnh mẽ. Wiz bắn chết được Butterfly. Reno hạ gục củ. Tình huống là 5v2. Ôi trời ơi, giao đấu siêu tốc luôn.
Hadapet spam vào khu vực resort và lộ vị trí mình ở khu vực connect rồi. Player Drake đang có những cái tình huống chạy ra A-long để xếp cùng với Hải The Quest. Nào nào, cái giờ đầu trước thì hai người xếp ở đây và cũng là bị chết rồi. Vâng, những tình huống đi cùng nhau bắt người rất là cẩn thận đến từ bên phía Reno và những người bạn. Nào, hai player đang bên phía ở kia đang khu vực playground đục vào luôn. May, rất may dành cho một người đẩy lên trước của bên phía Reno là hết thời gian. Anh ta không bị bắt. Mình không bị ngọng nhé bạn ơi, nhưng mà mình lại nói hơi nhanh nên là hơi bị líu lưỡi thôi. Sorry. Nào, đây sẽ là một tình huống đẩy ra khu vực B-shot của Novachok sai thăm mình rồi. Nhưng mà bắn được yếu Drake luôn. Ba người đang có mặt ở khu vực bom sai B cho mấy thằng mắt con. Ném ra rất cẩn thận Cheeseburger hạ gục được Drake. Một tình huống vua bàng rất tốt luôn. Tình huống này thì lợi thế đang nghiêng về Reno và những người bạn rồi. Ném flash check góc rất cẩn thận luôn. Hai người đang kê ở khu vực A-shot rồi kìa. Cheeseburger có biết hay không này? Cú đang đặt tâm về khu vực A-shot. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống giật chốt là nghe thấy rồi. Ô kìa camera ơi. Đây rồi, tôi đã kê về góc quay của Cú và hạ gục Cheeseburger. Nhưng mà Reno và Tino bắn chết được Cú luôn. Nào, Butterfly bắn chết được Reno và Vatino. Lợi thế vẫn thuộc về bên phía City Side. Đặng Sơn có mạng của Wick, nhưng OM đổi mạng của Đặng Sơn là nhanh. 2v2 tình huống là đây là trận đấu mà có những pha đổi mạng quá là nhanh luôn. Nhưng ôi trời ơi, nhưng mà đấu mò chốc lại đặt bom ở khu bom side B cơ. Hại não chưa. Nào, có biết là khu vực B shot có người không đâu mò chốc ơi. Đặt bom fake một nhịp, cẩn thận quá. Nhưng mà có smoke không trả ra B-shot là sao? Trả bom ra đi. Ôi dồi ôi, ném về phía City Side cơ. Nhưng mà No More Chốc lại là móc ngược về bên phía B-shot các anh em ạ. Hai player của bên phía mấy thằng mắt con đã có mặt ở khu vực side để gỡ bom rồi. Nào, No More Chốc side thằng mình, Hải Poet bắn headshot luôn. Nào, khu vực cover. Đại Đặc Quét đã có một giao đấu thi đấu cực kỳ tốt với hai mạng của mình. Và chiến thắng dành cho mấy thằng mắt con 4-6 cho team City. Đó là một tình huống đặt fake bom từ No More Chốc nha anh em. Những cái thằng mình cận kề mà đặt fake như thế quá là cẩn thận luôn. Direct headshot. Drake vua bang được Cheeseburger. Drake có hai mạng nhưng mà nằm xuống bởi Reno Vatino. Wit có mạng ở khu vực Fountain. Tình huống được đưa về là 3v3. Đặng Sơn đang thi đấu một khẩu mạc 7 ở khu vực B-shot. Rất là sáng tạo luôn. Butterfly đứng một góc rất hay và hạ gục Reno Vatino ở khu vực Connector. 3v2 dành cho mấy thằng Watcon. Nào, Butterfly có biết là đằng sau có người không? Không rồi, Free Kim cho người bắt ở. Và Wit bắt được Đặng Sơn. Đang đấu nhau và Wit headshot được Butterfly. 2v1. Nào, ôi trời ơi. Hạt Poet spam yếu luôn được Wit. Bom đang được cầm về bom xe A. Đặt bom ở khu vực chắc. Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem Wit và No More Chốc sẽ di chuyển như thế nào đây. Tôi muốn nhìn thấy góc quay của bên phía City cơ. Đây rồi, khu vực A-shot. Và Wit nằm xuống, Wit hạ gục Hải OS. Một tình huống di chuyển
khá là liều lĩnh của bên phía City side. Trận đấu này đang có tỷ số là 7-4 dành cho Renault và những người bạn. Đây sẽ là một round force buy dành cho mấy thằng mắt con mà thôi. Butterfly đang có một khẩu CZ, giáp 1 và 2 quả bom. Anh có ai đó đang đẩy xuống không có connector. No more chốc phát điện giả, những tình huống nhá rất khó chịu luôn. Cú bắn chết được Reno ở khu vực mid. Cheeseburger hạ gục hải poet. Whit bắn chết được cú ở khu vực middle. Tình huống là 4v3. Lợi thế vẫn thuộc về Reno mà thôi. Reno bắt được Đặng Sơn. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống phi vào B của mấy thằng của Reno và những người bạn. Homer đang tiến lên khu vực pylon, check cấp rất cẩn thận, hạ gục Butterfly. 4v1. Direct đang ở khu vực toilet. Đây sẽ là giao đầu thứ 8 dành cho Reno và những người bạn của mình mà thôi. Đây là đến lúc mà tôi sẽ điểm qua một vài frag thôi. Reno có 17 kill, chết 8 lần. Kéo toàn bộ bên phía T-side luôn. Người bắn tiếp theo đó là Whit với 9 mạng và Cheeseburger 8 mạng. Hai player No More Chop và Homer mới chỉ có 5 mạng mà thôi. Cũng là con số 5 thì bên kia đang là Đặng Sơn và Cù. 9 mạng dành cho bên phía Butterfly và Hải Poet, cũng như Drake đang có riêng cho mình 10 mạng. Giao đầu thứ 8 dành cho bên phía Reno. Game này có khi là game 3 người rồi, của Drake, Hải Poet cũng như Reno. Không biết là bên phía CitySide này có echo lên một ván nữa hay không. Vâng, họ echo một ván nữa rất chắc chắn rồi. Di chuyển khu vực toilet là nhanh. Đây sẽ là một tình huống rớt mid mà thôi. Nào, ra mid có nét hay không bên kia ơi. No more chốc, có vẻ mình biết được nhiều gì đó rồi. Một echo, một mắt. Một tình huống buff flash ra. No more chốc đổi sang khu vực playground. Có một mạng nhưng mà cù cũng như Hải Poet đổi mạng được của Whit thành công. Hải Poet bắn chết được No more chốc ở khu vực playground. Trời ơi, cái gì thế này. Hai player của mấy thằng mắt con đã có hai khẩu AK rồi và lại còn loot thêm được một quả lửa nữa chứ. Nhưng mà bom sai B thì Reno và những người bạn đã bò vào rồi. Reno và Tino đang bò đi check down rất cẩn thận. Cheeseburger sẽ đặt bom thôi. Đang retake về từ khu vực City Side. Có một người nào lên khu tower không? Không, hai người cùng retake ở khu vực City luôn. Butterfly đang móc lại khu vực belong. Reno Martino có tình huống đổi mạng nhưng Cheeseburger hạ gục được cù. Tình huống được đưa về là 1v2. Butterfly yếu máu rồi, còn 6 máu mà thôi. Butterfly chỉ có một khẩu USP thôi, hãy đi loot đồ đi nào. Ồ không, nhưng mà 6 máu như thế này thì chạy lên quận nhá. Cheeseburger có mạng dành cho riêng mình. Cải thiện frag là hay đến từ Cheeseburger. Và đây sẽ là một dao full buy của bên phía mấy trăm mắt con. Full buy nhưng mà lại hơi yếu bom mà thôi. Họ có cho mình hai ngắm đến từ Drake và Cù. Còn bên phía bên kia, bên phía T-side của Reno và những người bạn có 5 khẩu AK. Tính cơ động sẽ là rất cao. Hải Poet nhìn thấy một người ở Bilong, nhìn thấy tiếp người tiếp theo. Và Hải Poet có riêng cho mình hai mạng. Drake cũng có mạng nhưng vô mờ đổi mạng được. Butterfly là nhanh. Tình huống là 4v2. Bom rơi khu vực pylon và Hải Poet đang spam ra là nhiều. Trúng ngược Whit luôn, 58 máu. Direct họ đang bắn 2A 2B rất cẩn thận. Nhưng mà bên phía của Reno và những người bạn, họ đang có dấu hiệu bắn vào đục vào bom sai B. Bắn hai súng luôn như Stewie 2K vậy. Whis đang căn tham bình để kê người nhảy check ở khu vực B-Shot. Khu vực A vẫn đang được bảo kê một cách rất cẩn thận đến từ vị trí của Drake. Nhưng mà Homer,
Homer đang có ý định đi vào khu vực connector, ném flap check góc là hay. Nhưng mà bên phía bên kia mấy trong mắt con đang giữ hai người ở khu vực B-side không lộ ra luôn. Có vẻ như là đã được report là bom đang được di chuyển đến khu vực toilet rồi. Một người lộ mặt ra, Homer nằm xuống bởi Rex. Wit ơi, xếp súng đi bạn ơi. Giáp 2 và một khẩu AK đây chứ không phải lít tiền đâu. Nhưng mà Drake đang ở khu vực toilet Long A. Và giao đầu thứ 5 dành cho bên phía mấy thằng mắt con. Họ đã có chiến thắng trong round đấu vừa rồi. Một round đấu mà hai người đi khu vực belong của Reno quá lỗi, thật sự là lỗi. Ôi dồi ôi, nhảy nhót bò check cup sai timing. Và đây sẽ là last round cuối cùng của trận đấu này. Bên phía của Reno đang triển khai giả mid là nhanh. Drake clear được khu vực connector. Cheeseburger bắn chết được cù ở khu vực mid. Drake đổi mạng Cheeseburger. Tình huống là 4v4. Đầu Drake có mạng tiếp theo ở khu vực connector. Thả một quả smoke ra luôn. 4v3. No more chop, đang chỉ còn có hai cho mình 26 máu mà thôi. Và đồng đội của anh Homer thì đang bò lên khu vực ấy đỏ. Phát hiện người ở khu vực chắc. Và đó là Đặng Sơn, anh ta đã nằm xuống luôn. Tình huống được đưa về là 3v3. Quýt đã đứng vị trí đẹp rồi. Hai người đang retake ngược lại ở khu vực city. Flash trả ra là đi. Homer bắt được một người ở khu vực bành. Đó là Butterfly, tình huống hết sốt luôn. Lộc sao rồi và Homer bắn hết sốt được Rex. Trời ơi Homer, 3 mạng và 3 hết sốt luôn. 10 năm dành cho Reno. Good half đầu tiên của trận đấu đã nghiêng về bên phía Reno rồi. 10 năm bên phía T-side mà lên được 10 thế này thì hơi khó dành cho Reno và những người bạn. Mấy thằng mắt con bắn là hay. Đang có một tình huống bắn đội hình default đến từ mấy thằng mắt con. Reno headshot được Hải Đập Phát ở khu Fountain. Trời ơi, one tap luôn. Bom đang được hầu ở khu vực belong. Drake đang một mình kê hai đường. Vẫn là những tình huống bắn 3B rất chắc chắn thôi. Không có việc gì phải bắn láo cả khi mà mình đang có lợi thế hơn người mà. Drake phát hiện vị trí của No More Chop. Cheeseburger bắn chết được cù khi mà anh ta lao vào rất nhanh như một con chó điên ở khu vực B-Sort vậy. 3v5. Khu vực belong đã được Homer clear rồi. Phát hiện được một người. Đó là người cầm bom luôn chứ. À không không, không phải là người cầm bom, sorry nha anh em ơi. Reno Vatino, captain của đội đang solo bom say A. Phát hiện được người ở khu vực ấy. A long và bắn vào mồm Đặng Sơn. Trời ơi, Reno Vatino bắn lục như thế này thì ai chơi bạn ơi? Liên tục là những tình huống nổi mạng với tốc độ cao của bên phía mấy thằng mắt con. 11 năm dành cho team mấy thằng mắt con. Nhờ mấy anh em đọc chat mình mới để ý là Reno đang thi đấu ở bên phía bên City Side trong mấy thằng mắt con như. Ôi trời ơi, sorry anh em. Mấy anh em nhắc mình mới để ý lại. Thằng nào vừa nãy cứ thấy hơi lạ lạ. Đúng là ngày 1 tháng 4 khác có những cái cú lừa liên tục xảy ra luôn.
đang có một người bên phía City side đẩy rất cao, móc ngược về khu vực playground rồi, định chém dao nhưng mà không, anh ta bắn một tình huống an toàn. Phải đập phát chân trái ở khu vực Bishop và lao vào đúng cái ổ điểm thì thôi. Ôi ôi, no more, chấp có hai mạng nguồn, bắn MP9 là khét. Đến từ no more chấp 12-5 dành cho bên phía mấy thằng mắt còn. Một round eco trắng đến từ bên phía của Reno và những người bạn nhảy 4 con ách luôn. Ồ không, 5 con ách luôn anh em ạ. Nghe sao rồi, ném flash ra, ném lửa ra là lỗi, bị đuổi luôn. Nào, Cheeseburger 1 mạng, 2 mạng, 3 mạng, 4 mạng và 5 mạng dành cho Cheeseburger. Một tình huống ấy luôn mà toàn mồm. Quá là tởm. Hà Đập Quét phát hiện ra người ở khu vực Quector. No More Chop có hai mạng trước khi nằm xuống bên Đặng Sơn. Homer có một mạng của Đặng Sơn. Quyết tiếp tục có mạng của Drake. Tình huống là 3v1. Hải Đập Quét đang rình mò ở khu vực B-Shot. Tình huống là 1v3, bắn thế này là khó chứ sao. Vâng, thò mặt vào thì thôi, đưa mặt đây mà bắn headshot chứ sao. Quýt có một tình huống headshot dễ nhất trong cái sự nghiệp của mình. 14 năm. Một dao, một round đấu mà bên phía T-side sẽ quyết định hạ bài. Reno Batino bắn chết được cu ở khu vực Fountain. Cheeseburger biết ở đằng sau có người và hạ gục luôn Đặng Sơn. 3v5. Homer đang kê sau smoke ở khu vực B-shot. Nào, bỏ ra đây thì đưa khẩu DE đây. Hai người còn lại đang ở khu vực middle và Butterfly bắn chết được Cheeseburger. With có mạng ở khu vực middle. Direct chỉ còn một khẩu scout mà thôi, sếp làm cái gì nữa. Khi mà đây là giao thua thứ 5 thì họ vẫn sẽ được cộng 3.400 tiền thôi. Đẩy lên và bắn nhau luôn đi, nhớ đâu lại cứ lút được như thằng Guardian. Whit phát hiện ra vị trí của Direct rồi. Nào, Direct vẫn cố bắn một mạng nhưng mà thôi, nằm xuống thôi. Direct đang Whit đang bắn khá là hay trong trận thi đấu này. 15, 14 và 10 mặt boy dành cho bên phía City side. Whis đang có cái trận đấu mà có 14 mạng và chết 8 lần. Khá là tốt dành cho bên phía của mấy thằng mắt con. Một tình huống bay và có lẽ là sẽ tập trung đánh vào bom side B. Nhưng mà cái gì thế này, khi mà có stack đến 4 người khu bom side B. Đặng Sơn có 2 mạng trước khi nằm xuống bởi Homer. Cù đẩy vào đổi người luôn. Nhưng mà con ấy có người, Cheeseburger hạ gục cù. Và tình huống là 3v2. Direct kê luôn ra khu vực B-Shot và đổi mạng Cheeseburger. Round đấu thắng đầu tiên ở lượt cúp hát này cho Reno và những người bạn. Mười lăm sáu dành cho mấy thằng bắt con. Họ vừa mất một mặt bòi rồi. Nếu mà cái map overpass này mà OT thì tôi mình xin nghỉ luôn từ ngày hôm nay nhá. Cu và Homer có những tình huống đổi mạng rất nhanh. Reno bắn hết suất được Drake luôn với một khẩu AWP. Tình huống là 4v3.
lợi thế nghiêng về bên phía City sai rồi. Cheeseburger và Homer mỗi người có một mạng, tình huống là 2-1. Bom lại đang ở khu vực T-Bay. Tham còn là 52 giây. Vẫn bắn 1A và 1B, rất là chắc kèo thôi. Nào, Butterfly bò lên, nhìn thấy chỏm đầu của Cheeseburger rồi. Búp flat ra nhưng có lửa trả vào để không ra. Ôi dồi ôi, hai lửa liên tiếp luôn. Hai người cùng retake về khu vực City. Nhìn thấy một người nhưng mà Homer bắn hết shot Butterfly. Và chiến thắng dành cho bên phía City side.